A few inches later. Ha, how you like that? Ok, thì hôm nay mình qua Gaming House thì mình thấy được một mình ông nội này ở trong nhà. Đó, heavy nha mọi người. Đó, thì mấy người kia đi cắt tóc bỏ một mình Hades ở nhà rất là tội luôn, rất là thấy thương luôn đó các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ chạy qua quán cắt tóc để xem coi có cái lồng đèn gì bên đó nha mọi người. Mình sẵn tiền mình sẽ cắt tóc đầu mình luôn, đầu mình tóc cũng dài rồi nha mọi người. Ok, ui, tóc rụng nè. Ok, mình đã lên xe rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đó để tìm cho bằng được những người kia đi cắt tóc mà bỏ rơi Hades ở nhà. Buồn với mọi người ơi, mình đi cẩn thận anh ơi. Ok. Lái là lái không tay được luôn á. Sau khi mà đi quãng đường khá là xa thì mình cùng với lại Hades đang tìm tới cái vị trí mà tem đi cắt tóc rồi các bạn ạ. Đây là thanh niên cắt tóc chưa? Dạ rồi. Đâu? Anh có trả tiền cho em đúng không? Đâu cắt tóc đâu? Đây, bên này, hai bên thôi. Ủa cắt tóc gì? Không thấy gì luôn á. À, em có hỏi là cho em xin cắt đầu trọc. Mà nhưng nói đầu trọc là ra khỏi tụi anh ấy. Thế em cắt tiền thôi. Ok. Ủa cắt chưa? Ôi, màu gì vậy? Màu vàng hả? Vàng hay trắng? Ui, anh xong rồi hả? Không, anh cắt đâu. Ui. Đây là Phú Đại TV. Đẹp không? Đẹp. Anh thấy đẹp lắm á. Anh qua đây trả tiền cho em phải không? Đúng rồi em. Còn đây là 3K đúng không? Mèo. Anh ra anh qua trả tiền anh ra. Tóc đẹp vậy? Ủa sao bên đây đen dữ em? Đen mà. Em nói nãy ra như đầu Pikachu à. Đây là sớm tí rồi em ơi. Không, nhìn nó giống Pikachu rồi đó. Em biết thấy gì không? Rồi qua coi Kim John coi. Thấy gì đâu? Kim John nó chọn màu người nhỏ. Màu đỏ đen. Superman à. Tính làm siêu nhân à. Ui, nhìn cái đầu kìa. Ui. Cảm xúc của em khi mà nhìn cái đầu này coi. Đầu như con lầu. Hai tấn á. Ok, đầu như ơi, làm gì vậy? Hổ trưởng, wait a minute. Làm gì vậy? Mẹ, Kim John làm bậy nha. Ủa, em khi mà nhượng tao em đang tẩy xin rồi mày. Ờ, đang tẩy rồi tính nhượng màu gì? Màu nâu. Ờ hả? Anh nghĩ rằng là em lên nhượng màu Cứ bò. Nani? Màu xanh đó, xanh rêu, cứ bò. Màu đó đẹp hơn. Đây. Ra chỗ khác. Đây, thanh niên nhìn cái đầu ghê quá, dính tao bây giờ nha. Màu hồng á anh. Thanh niên nhìn màu hồng xưa rồi. Màu vàng cái vàng là chuối luôn á. Nhỏ cái đống bài vàng như vậy nè. Ê, quên nữa, hồi nãy mày phải nhận màu này về công ty được thưởng liền. Nửa bên vàng hồi nãy nhuộm màu đen xong rồi các bạn. Thanh niên này nhuộm màu đen cũng xong rồi các bạn. Màu đen nha mọi người. Rồi thanh niên này cũng nhuộm màu đen xong rồi đó. Thấy đầu hỏi kìa. Chắc là có chút chỉ có màu trắng đen hả? Vậy luôn, bây giờ thì mình sẽ đi cắt tóc nha các bạn. Cắt tóc, tóc dài quá rồi. Ok. Có kiểu mới đi anh, có kiểu nào cho em xem không? Đầu đinh, khâu tu đầu đinh. Thôi em không hớt đầu đinh được. Em hớt cái đầu gì mà mấy thằng tàu cửa hay hớt ta. Tàu cửa hớt ngắn á. Chị chỉ mình có thể tạo được nhiều kiểu á. Mùi can hả? Cái đầu giống thằng này nè. Cái đầu kiểu phải. Phải giống thằng này kiểu. Giống em. Đầu giống tròn á. Giống em. Ừ, đầu giống kim tròn á. Giống tròn với em á. Em cho nó kiểu mà. Không, máy cũng dài dài á. Dài mà ngắn hơn thì Không. Thôi, không chạy đi anh ơi. Chiều mới đi anh ơi. Khổ quá lắm. Các kiểu đi chung. Anh làm sao mà bắt em hợp là được rồi. Mọi quyền là của anh hết. Nhân vật chính. Anh ơi, cắt đầu thanh đi dùng đi anh. Không. Cắt xong mình sẽ quay đi. 6.5 hours later. Oh, every time I see you. Xong, đầu mình hơi bị ngố nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ đi gội đầu. Ba ca sẽ gội đầu cho mình. Phú que. Gì vậy em? Bị gì vậy? Phú Đại bị gì vậy? Sao vậy? Sao? Bốn cái đầu lầu. Ok.
hớt xong rồi đầu mình thành máy 2/3 luôn. Bảy ba hả? Đâu phải bảy ba. Này 24 gì 24, 28 chứ. Vậy là mới có 6 anh. 24 mới có 6 anh. Mình điên. Mình đang uống tóc nha mọi người. Đó, thấy nè. Giống như nhìn giống tộc không? Nhìn giống dân tộc không? Mẹ nó hơi chang luôn. A few inches later. Ha, how you like this? Và đây là đầu tóc đầu lầu nha mà Sky nè, cái đầu mì á. Đây, đây là đầu Kim Jong. Bóng mày đó nhìn quay quay John, anh đâu? Đầu ảnh và đầu ảnh nha mọi người. Mình đó. Còn đây là đầu ông Hades nha mọi người. Đó. Còn đầu mình thì không có nhuộm gì hết, đầu mình để màu đen. Tại vì mình thích màu đen. Áo mình màu đen rồi, mình phải đâm đầu tóc màu đen nha mọi người. Rồi bây giờ đi về ăn cơm đói bụng quá. Sáng giờ rồi các bạn. Sáng giờ rồi. Tiền. Ủa chuyện gì vậy? Vâng, và sau khi tóc xong, đầu tóc của mình kìa nha mọi người ơi. Vlog trong vlog nha mọi người. Chủ tịch. Ôi giời ơi. Một kiểu tóc rất chủ tịch. Ok. Tóc rất chủ tịch. Chủ tịch vâng. Tóc rất chủ tịch luôn. Hôm nay là ông chùm trong TV đó. Chủ tịch. Ok. Sky. Đi lóc sao đi lóc. Một phía bên này. John. Vâng. Một đầu tóc. Okay. Mình không biết là đầu tóc gì. Đó. Cả là đẹp trai luôn. Đầu tóc. Cái này cũng là đầu tóc nha mọi người. Ok. Và như vậy là buổi cắt tóc của mình đến đây kết thúc. Bye bye mọi người. Mọi người bye bye bên vlog. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye.